Chào mọi người, mình là Cá. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người làm cái bikini cho đô 20cm như thế này. Thì nguyên liệu sẽ cần hai màu len, là một màu cho phần áo và một màu cho phần viền. Cái này thì tùy vào mọi người nhé. Kim móc thì mình dùng đầu 4, là loại 2,5mm. Kim khâu và kim đánh dấu len nhé. Đầu tiên thì mình sẽ lấy cái màu mà chủ thể của cái phần áo mà mọi người muốn trước ra này. Sau đó vẫn là luồn len qua các ngón tay nhé. Giữ vào đây, cầm này. Sau đó mình sẽ tạo một nút thắt trước, là đây, cầm như thế này. Để đây, tạo thành như này này. Sau đó kéo qua. Đó, tạo một nút thắt. Đây, sẽ như này. Mọi người để dài ra một chút cũng được nhé. Đây là mình sẽ tạo như thế này. Đây. Sau đó đưa dây lên, tạo một nút thắt như thế này. Đây. Đây, làm sao mà nút thắt này mình vẫn kéo được nhé. Sau đó mình sẽ đưa kim vào, đưa kim móc vào này. Sau đó thì mình sẽ móc là 80 mũi bính nhá. Thì mũi bính mình sẽ móc như thế này, đang được như này đúng không? Mình sẽ để lên, kéo qua là được một mũi bính này. Và mình sẽ móc tương tự với 79 mũi còn lại, là tổng mình sẽ móc là 80 mũi bính nhá. 1 rồi này, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sau khi móc xong 80 mũi bính thì mình sẽ được một phần dây dài như thế này. Và bây giờ mình cái phần này mình sẽ cắt dây đi này. Sau đó kéo lên. Đó, thì mình sẽ được một phần dây dài như thế này. Mình sẽ gấp đôi lại này. Sau đó mình lấy 17 mũi ở giữa, 17 chân ở giữa. Thì mình sẽ nhìn về phía bên phải và mình đếm nhé. Mình sẽ đếm khoảng 9 mũi. Đây, đây là giữa này. Và mình sẽ bắt đầu đếm. Bắt đầu đếm này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Đây. 9 này. Thì mình sẽ đưa vào đây. Mình sẽ đưa vào nửa chữ V bên ngoài này, đó. Sau đó mình lấy dây cầm này, áp vào đây. Và mình sẽ kéo len qua này. Sau đó tiếp tục móc một mũi bính để cố định lại. Sau đó vẫn đưa lại vào cái chân móc đó nhé. Đưa lại vào chân móc đó. Cái phần dây thừa này vẫn để trên này để giấu đi trong quá trình móc này. Sau đó kéo qua để móc một mũi đơn. Một mũi đơn, đó là được một mũi đầu tiên này. Và mình sẽ đánh dấu mũi này lại. Đó, sau đó thì mình sẽ tiếp tục móc là một mũi nửa kép này. Mình sẽ móc mũi nửa kép ở chân móc tiếp theo nhé. Mọi người chú ý là nhìn cho kỹ để không bị nhầm lẫn nhé. Đây, đây là chân tiếp theo này. Đó, mũi nửa kép thì sẽ móc như thế này. Đầu tiên mọi người móc một móc qua này, sau đó đưa vào chân móc tiếp theo. Phần dây thừa để lên đây này. Sau đó kéo dây qua. Trên kia sẽ có 3 đường này. Mọi người sẽ kéo qua cả 3 đường. Đó là mình đã được một mũi nửa kép. Sau đó mình sẽ móc tiếp hai. Tiếp theo mình sẽ đổi sang chân móc tiếp theo và móc hai mũi kép đơn, là 1, 2. Và mũi kép đơn thì sẽ móc như thế này. Đầu tiên vẫn móc qua này, đưa vào. Phần này vẫn để lên trên nhé. Kéo dây qua. Trên kia sẽ có 3 đường nhé. Kéo dây qua hai đường phía trước. Trên kim có 3 đường, hai đường này, kéo dây qua nốt hai đường còn lại. Đó là mình đã được một mũi kép đơn.
Và chân móc tiếp theo mình tiếp tục lặp lại là một kép đơn nữa nhé. Đó. Là mình đã được là một đơn thường, một mũi nửa kép và hai mũi kép đơn rồi này. Tiếp đó thì mình sẽ móc là ba mũi kép đôi trong cùng một chân móc nhé. Thì nó sẽ là như thế này. Đầu tiên mũi kép đôi sẽ như thế này. Đầu tiên là móc một vòng, móc thêm là đành hai, móc hai vòng và có sẵn một vòng là trên này sẽ có ba vòng nhé. Sau mình sẽ đưa vào chân móc này, sau đó kéo dây qua. Thì lúc này trên kim sẽ có tất cả là bốn đường như thế này. Mình sẽ này móc qua hai đường phía trước còn ba này, móc qua hai đường là còn hai, móc nốt qua. Đó là mình đã được một mũi kép đôi đầu tiên. Và mình sẽ móc là ba kép đôi trong cùng một chân móc, là mình sẽ móc hai mũi kép đôi nữa vẫn trong chân móc này nhé. Một hai, kéo qua, móc qua hai đường phía trước, hai, móc nốt qua. Đó, đầu tiên là mình sẽ cắt cái phần dây thừa này đi để cho nó đỡ bị vướng này. Đó là mình còn một kép đôi trong cái chân móc này nữa, mình sẽ móc nốt. Đó là mình sẽ được một cái hình như thế này nhé. Sau đó mình lại tiếp tục sang, mình lại tiếp tục đổi sang chân móc tiếp theo và móc là hai mũi kép đơn thường, hai mũi kép đơn thường này, một hai. Đó. Sau đó mình sẽ sang chân móc tiếp theo, móc một mũi nửa kép. Rồi này, mũi nửa kép xong thì mình sẽ lại tiếp tục là móc một mũi trượt. Sau đó thì mình sẽ lại lặp lại như cái phần này nhé. Sẽ là, thì mình đây mình sẽ nhắc lại, sẽ là đầu tiên là một mũi nửa kép, chân móc tiếp theo nha. Sau đó đến hai mũi kép đơn. Một mũi này. Hai mũi. Sau đó là ba mũi kép đơn, ba mũi kép đôi trong cùng một chân móc. Đó, sau đó lại sang chân móc tiếp theo, hai mũi kép đơn. Sau đó là một mũi nửa kép. Một mũi nửa kép xong lại đến một mũi đơn. Đó, thì về căn bản mình sẽ được một cái form như thế này nhé. Đây thì mình sẽ ướm với đôn của mình này. Sau đó là mình móc một mũi trượt này. Sang tiếp theo móc một mũi trượt.
Đó. Và mình sẽ ướm với đô của mình này. Đây, như thế này. Đó, nó sẽ là như thế này nhé. Đây, cái phần này làm phần mọi người buộc. Thì mình cứ làm sau đi đã. Đây, mình sẽ như thế này. Và mình lấy thêm hai cái dây ở đây. Còn nếu mà mọi người thấy là như thế này vẫn hơi bé. Đây, nếu một là mọi người có thể trực tiếp cắt dây và rút lên và móc cái phần viền tiếp theo luôn. Hai là nếu mà mọi người thấy chỗ này nó bé này, nó còn bé như thế, kiểu mọi người thấy nó hơi bé thì mọi người sẽ làm như thế này. Đây, như thế này, mọi người sẽ quay ngược lại. Sau đó móc. Đây, mọi người sẽ quay ngược lại này. Và mọi người đưa kim vào cái mũi vừa. Đây, mọi người đưa lại kim vào. Đó. Sau mọi người kéo qua, đánh dấu lại nhé. Và mình sẽ móc thêm là mỗi chân móc này, như từ cái dấu này cho đến đây, mọi người móc thêm là mỗi chân móc mọi người móc một mũi đơn nhé, thì nó sẽ to hơn thêm một vòng. Đây, cứ mỗi chân móc mình móc một mũi đơn thêm là được. Sau khi đến cuối đây này thì mình sẽ là đưa vào đây. Này, đưa vào đây. Móc mũi trượt nhé. Đó, sau đó mình sẽ kéo dây và cắt đi. Sau đó phần này mình sẽ giấu dây nhé. Sau đó này, mọi người sẽ móc đến cái phần viền. Thì mình sẽ lấy cái màu mà mình muốn để là phần viền này. Sau đó mình lấy dây ra. Vẫn luồn len qua để cầm này. Sau đó mình sẽ đưa kim vào cái phần đây. Hai cái phần viền như thế này. Thì mình đưa vào đây. Hoặc đây. Tùy nhé, đây mình sẽ đưa vào đây. Đây, cái phần đầu này. Đây. Đưa vào nửa chữ V này. Sau mình kéo qua. Hiện như lúc nãy nhé, kéo qua. Xong móc một mũi bính, hai mũi bính, ba mũi bính và đưa vào chân móc tiếp theo, móc một mũi trượt, chân móc tiếp theo móc một mũi trượt, đó là mình đã được một cái viền ren này, viền len, viền hoa chứ. Đây, và mình sẽ lặp lại như thế cho đến hết đến đoạn này nhá, là mình cứ ba mũi bính này. Sau đó sang chân móc tiếp theo, móc một mũi trượt. Đó. Sau đó lại móc 3 mũi bính lên. 1 2 3 lại đưa vào chân móc tiếp theo. Móc mũi trượt. Đó. Xong lại 3 mũi bính này. Một, hai, ba. Đưa trên móc tiếp theo, móc mũi trượt.
Phần dây thừa này mình cắt đi đã nhé. Đó, là mình sẽ được một cái phần ren hoa như thế này này. Đây. Một phần hoa như thế này. Và mình cứ lặp lại như thế cho đến hết cái phần cuối này nhé. Là mình chỉ làm cái phần viền áo thôi. Từ đây cho đến đây là xong nhá. Thì mọi người cứ làm đến đây đi, xong rồi mình sẽ hướng dẫn tiếp này. Đó, sau khi mình móc nguyên cái phần đây, nguyên cái phần họa tiết như thế này xong, thì mình sẽ đưa vào và móc mũi trượt để kết thúc nhá. Sau đó mình sẽ kéo dây và cắt đi này. Kéo qua. Và mình sẽ lại giấu dây như bình thường. Thì mình sẽ được một phần như thế này. Cái này mình bỏ đi được rồi nhé. Đây. Sau đó mình sẽ làm phần dây móc. Thì mình sẽ lấy cái len màu cam này. Mình lại áp vào đây. Mình sẽ chọn cái phần cao nhất nhé. Đây mình sẽ chọn phần cao nhất, đưa vào. Sau mình móc qua, móc mũi bính. Và mình sẽ cứ móc mũi bính lên này. Mình cứ móc trước khoảng 12 mũi đi. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sau đó mình đo với bé nhà mình. Đây. Mình sẽ đo lên như thế này. Là chưa đủ nhá. Thì mình sẽ tiếp tục móc tiếp. Đến khi nào mà mọi người đo và thấy vừa thì mọi người sẽ ngừng lại. Mười hai rồi này. Móc lên 20 rồi thì mình sẽ lại đo thử tiếp. Đúng. 20 có vẻ vừa đấy. Đây như thế này. Thực ra là nếu mà đấy thì mình nghĩ là ở khoảng khoảng 18, 17, 18 là ok này. Mình nghĩ là mọi người nên móc ở 16 để cho nó căng lên một chút. Hoặc là 15, mọi người móc đến 15, 16. Mọi người nên để căng một chút, nếu không thì nó sẽ bị tuột ấy. Đấy, thì đây mình sẽ rút lại, mình sẽ để khoảng 15 đi. Đây. Đó. Và mình sẽ đưa kim vào để đây, và mình sẽ đưa kim vào để móc mũi trượt để kết thúc nhé. Đây. Mình sẽ đưa vào đây. Cái này thì tùy mọi người tự đo thôi nhé. Và móc một mũi trượt.
Đây để mình nhớ lại này. Mọi người móc một mũi đơn đi cho nó chặt. Móc mũi đơn trước. Sau đó đưa sang chân tiếp theo móc, hãy móc mũi trượt, mới móc một mũi trượt này. Đó, xong mình kéo lên. Và mình cắt đi. Rồi kéo qua này. Đó, thì mình sẽ được một phần dây như thế này. Mình đo lại nhé. Đó, vừa luôn này. Và mọi người làm tương tự với cái phần dây bên này nhé. Thì mình sẽ được một cái phần áo. Đây mình sẽ được một cái phần áo như thế này. Và các phần dây thừa thì mình sẽ giấu đi nhé. Như hai cái bên này thì mình sẽ dùng kim khâu. Và mình làm tương tự với phía bên này nhé. Ở cái phần giữa này thì mọi người, nếu mà mọi người muốn đính thêm mấy cái kiểu như ngọc các thứ, kiểu ngọc trai hay như nào đấy, thì mọi người có thể đính vào để cho nó đỡ bị đơn điệu nhé. Còn nếu không thì cứ để im như này cũng được. Sau đó đến phần quần ở bên dưới thì mình sẽ móc là, đầu tiên mình vẫn tạo nút thắt này. Sau đó mình sẽ móc khoảng 50 mũi đơ, 50 mũi bính. Hoặc là mọi người cứ móc đi, xong rồi mọi người đo với cái phần thân để mọi người sửa lại sau nhé. Cứ móc 50 mũi bính đã trước nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mình sẽ đưa vào đây, đưa vào nửa chữ V đầu tiên. Và móc một mũi chuột. Đó. Sau mình sẽ kéo dây lên. Móc mũi chuột này. Sau mình móc một mũi bính. Và mình sẽ, đây đầu tiên mọi người nhớ là đánh dấu lại mũi cuối này. Đây để đỡ quên nhé, thì mình sẽ lại. Mũi 50 này. Sau mình đánh dấu. Sau mình đưa vào mũi đầu tiên đây. Móc mũi chuột này. Một mũi bính. Sau đến vòng 2 nhé. Vòng 2 sẽ là đưa vào vẫn lại cái chân móc đó này. Móc một mũi đơn. Sau đánh dấu lại. Đây là mũi đầu tiên của vòng 2. Sau đó thì mình lại tiếp tục là, mình tiếp tục đưa vào các nửa chân móc như bình thường này. Và mình móc là, mỗi chân móc mình móc một mũi đơn. Là tổng vòng 2 sẽ có tất cả là 50 mũi đơn nhé. 1, 2, đây là 2 này. 3, 3. Mọi người chú ý là đừng móc vào, bị trùng vào chân móc đã móc rồi nhé. 4 này. 5. Sau khi xong 50 mũi thì nó sẽ như thế này. Nó sẽ hơi bị xoắn một chút, nhưng mà tí nữa mình móc dài ra là được. Đây mình đánh dấu, nhớ đánh dấu mũi thứ 50 lại rồi này. Sau mình đưa kim vào đây và móc một mũi trượt nhé. Một cái đoạn đầu nó sẽ bị xoắn một chút thì mọi người cẩn thận một chút là được. Đó, sau móc một mũi bính. Và mình sẽ móc sang vòng thứ 3 nhé. Vòng thứ 3 thì mình sẽ móc là, mỗi chân móc là mình móc một mũi kép đơn.
Mỗi chân móc mình móc một mũi kép đơn cho đến hết vòng thì tổng cộng vòng thứ 3 sẽ vẫn có tất cả là 50 mũi nhé. Kép đơn thì lúc ấy mình đã hướng dẫn rồi, móc như này, đưa vào, kéo qua hai phía trước, đó là được một kép đơn này, đánh dấu. Và mình sẽ lặp lại cho đến hết vòng, là mỗi chân móc mình móc một kép đơn là được. Sau khi móc xong 50 mũi kép đơn nhé, thì mình lại đưa vào móc mũi trượt như bình thường và mình móc thêm một mũi bính này. Đấy thì mình sẽ được như thế này và nó đã hết xoắn rồi này. Thì mình sẽ móc sang vòng thứ tư. Vòng thứ tư đầu tiên sẽ là một mũi kép đơn giảm nhé. Là như thế này, đầu tiên này. Móc qua này. Móc. Kéo qua. Tiếp tục kéo qua. Thì mình sẽ móc là kéo qua 3 đường phía trước. Kéo qua đường còn lại. Đó. Là được một mũi đầu tiên. Là một mũi kép giảm. Đấy, mình sẽ móc thêm một lần nữa này, là móc qua, đưa qua một lần, chân móc tiếp theo, đó, trên kim 4 đường này, móc, đưa qua 3, đưa qua 2, là mình đã được 2 mũi kép giảm rồi này. Sau đó thì mình sẽ móc là 10 mũi kép đơn, 10 mũi kép đơn thường nhé. 1, 2, 3, 10 mũi kép đơn thường xong, mình lại móc 2 mũi kép giảm. Như hệt như cái đầu nhé. 1 này. 2. Sau đó từ đoạn này nhá, thì mình sẽ bắt đầu móc là đến đây mình sẽ móc lên một mũi bính, sau đó mình quay ngược lại, quay ngược như thế này nhá, sau đó mình đẩy ra đằng sau để đổi len như thế này đấy, để bắt đầu quay lại từ đầu này. Sau đó mình sẽ móc là 2 mũi kép giảm. Bây giờ mình lại móc ngược lại như thế này. Móc kép giảm này. Một mũi. Đánh dấu này. Kép, tiếp tục là kép giảm. Hai mũi. Sau đó là 6 kép đơn thường. 1 2 3 4 5 6 và cuối cùng là 2 mũi kép giảm. Một. Hai. Sau đó lại một mũi bính. Và lại quay ngược lại. Đây mình sẽ. Đấy. Quay ngược lại. Và móc tiếp vòng tiếp theo này. Vòng thứ 6 thì mình sẽ móc là đầu tiên vẫn là 2 mũi kép giảm này. Một mũi. Hai mũi. Sau đó là 2 kép đơn thường.
kép đơn thường này. Sau đó là hai kép giảm nhé. Sau đó lại quay ngược lại đó, xong rồi lại móc một mũi bính và mình lại đến vòng thứ bảy này. Vòng thứ bảy đầu tiên là một kép giảm, sau đó là hai kép đơn. Và cuối cùng là một kép giảm. Đó, mình lại quay ngược lại. Móc mũi bính. Sau đó vòng thứ 8 sẽ là hai kép giảm nhé. Một này. Hai. Đó. Mình lại quay ngược lại. Và móc là móc một mũi bính trước. Sau đó móc hai mũi kép đơn thường. Kép đơn nhé, hai kép đơn. Một này. Hai. Đó, rồi lại quay ngược lại. Một mũi bính. Sau đó mình sẽ móc là vẫn tiếp tục là hai kép đơn. Nghe vòng 9 và vòng 10 là giống nhau nhé. Rồi, lại quay ngược lại. Mũi bính này. Và vòng thứ 11 thì mình sẽ móc là mỗi chân móc mình móc hai mũi kép đơn. Một này. Hai này. Đó, xong sang chân móc tiếp theo. Lại quay ngược lại. Mọi người chú ý là mình đây, mình đang làm cái phần như thế này này. Đây là phần phía trước, đây là phần phía sau. Nó sẽ như thế này, to dần lên nhé. Mình lại quay ngược lại này. Sau đó, vòng thứ 12, lần đầu tiên là một mũi bính đã. Vòng thứ 12 thì mình sẽ móc là một mũi kép đơn. À nhầm, hai mũi kép đơn trong cùng một chân móc là đầu tiên này. Vẫn chân móc đó. Rồi, sau đó là hai kép đơn thường. Một này. Hai. Hai này. Sau đó là hai kép đơn trong cùng một chân móc.
một kép đơn này, hai kép đơn, rồi lại quay ngược lại. Và vòng thứ 13 thì mình sẽ móc là một mũi bính trước, tiếp tục móc là hai kép đơn trong cùng một chân móc, một này, vẫn trong chân móc đó này, hai, sau đó là bốn kép đơn thường, một, hai, hai này. Ba, bốn, sau đó cuối cùng là hai kép đơn trong cùng một chân móc nhé. Rồi mình lại quay ngược lại. Sau đó vòng thứ 14 thì mình sẽ móc là một mũi bính trước. Mình sẽ móc là hai kép đơn trong cùng một chân móc này. Hai đơn trong cùng một chân móc. Hai kép đơn trong cùng một chân móc. Một là vẫn chân móc đó, hai, tiếp tục chân móc tiếp theo vẫn là hai kép đơn trong cùng một chân móc nhé, một, cùng chân móc đó này, hai, sau đó tiếp theo là bốn kép đơn thường, ba, bốn. Rồi còn sót lại hai mũi, hai chân móc cuối thì mình là mỗi chân móc mình móc hai mũi kép đơn là được, một chân móc đó, hai chân cuối này, vẫn là hai kép đơn trong cùng một chân móc. Đó, đến đây thì nó đã, đến đây là được rồi này. Đây thì mình sẽ bẻ như thế này, hoặc là mình bẻ dùng như thế này. Đó, đến đây nhá, thì mình, mọi người chú ý này, mình sẽ kéo lên, cắt đi. Cái phần này mọi người để dài một chút nhé, để cho mình khâu lại vào cái phần trên. Đó, mình kéo lên, sau đó mình đưa kim khâu vào nha. Đó, sau mọi người chú ý này, gập đôi, đối xứng nhé. Bẻ lên, bẻ lên này, đây, đây, đó, mọi người đối xứng lại, đây, kim khâu đây. Cái phần này nó không nhất thiết phải đúng 100% đâu, nhưng mà mọi người đo để cho nó đỡ không bị lệch quá là được. Đây này, mình sẽ như thế này. Đấy, sau mình áp lên đây. Đó, như thế này. Đây. Mình sẽ xỏ qua như thế này. Đây.
xỏ như thế này. Mọi người xem là mọi người muốn để đầu bên nào nhé. Thực ra mình thấy là hai đầu nó như nhau thì mọi người ấy kiểu gì cũng được. Mình thích đầu bên này hơn, mình muốn nó ra ngoài thì mình sẽ, nên là mình sẽ, đây nhá, mình thích cái đầu bên này hơn chẳng hạn. Mình muốn đầu bên này là mặt trong. Mà nếu mà mọi người nhìn là mọi người ấy như này nhá thì nó sẽ bị lộ từ đây đúng không? Thế nên là mình sẽ bẻ ngược lại. Và mình đo từ bên này. Thì mình sẽ ấn lại nhá. Đây mình sẽ kéo ra. Đây mình sẽ để như thế này. Lấy lại này. Mọi người xem là mọi người muốn để mặt nào ở bên ngoài thì mọi người sẽ lật ngược lại để khâu. Đây mình lại đo lại nhé. Đây, sau mình đẩy qua. Đấy, để như là được rồi bởi vì phần này nó đã cố định lại là đỡ đầu bên này rồi nhá. Thì mình lại bẻ ngược lại để cho dễ bởi vì bên ngoài này nó hiện rõ hai cái đường này hơn. Đây, mọi người sẽ như thế này. Đưa vào như thế này. Sau đó đưa vào như thế này. Đấy. Sau đó kéo này. Đó, mọi người cứ làm tương tự. Không cần thiết phải quá là ấy đâu, nhưng mà mọi người quá là đúng ô nào với ô nào ấy. Nhưng mà mọi người nhớ đừng để nó xô lệch quá là được, thì nhìn nó sẽ bị không đẹp ấy. Đấy, bây giờ mọi người cứ khâu vào là được thôi. Cái phần này mình bỏ đi rồi nhé. Ở cái phần mép này thì mình cứ đưa vào mấy lần cho nó chắc. Đó. Đến đó, đến như thế này xong thì nó rất là chắc rồi. Thì mình sẽ giấu dây như bình thường, như cách mà mọi người hay làm. Đó, xong rồi mọi người cắt dây đi nhé. Đó, cắt dây thừa đi là được. Là mình đã được một cái quần rồi này. Đây, như thế này. Phần này bỏ đi này. Đó.
Hình như mình ấy hơi lệch một chút thì phải. Như lúc đấy mình lúc mình khâu nó hơi bị lệch một chút rồi. Nhưng mà mọi người thế nên là mọi người lúc mà mọi người làm có thể so lại chuẩn một chút là được nhé. Còn về cơ bản cách làm thì nó sẽ là như thế. Mình làm thì nó hơi bị lệch sang. Mình làm thì lúc ấy mình chắc là mình nhìn sai ấy. Nên mình làm nó hơi bị lệch sang bên này một chút. Đây, không sao vẫn mặc được ha. Đó. Thì nếu mà mọi người không muốn làm cái phần viền trắng này thì có thể làm đến đây là xong. Còn nếu không thì mọi người làm thêm viền trắng vào bằng cách như lúc nãy. Đây mình sẽ hướng dẫn này. Mọi người lấy len màu trắng nhé. Luồn len qua các ngón tay. Mình sẽ làm là chỉ cái phần viền này thôi nhá. Đây. Mình sẽ để vào đâu cũng được. Đưa kim vào. Kéo dây qua. Sau đó móc 3 mũi bính. 1 2 3. Sau đó đưa qua chân móc tiếp theo. Dây trắng để lên trên để dấu đi này. Móc mũi trượt. Đó, sau lại tiếp tục 3 mũi bính. Lại qua chân móc tiếp theo. Móc 3 móc một mũi trượt. Đó lại 3 mũi bính. Lại một mũi trượt. Cứ thế cho đến hết. Cứ để cho đến hết đến đây. Và bên này cũng thế. Thì cái phần này mọi người muốn làm ở những đoạn nào thì mọi người cứ tự chủ động đưa kim vào như y hệt như lúc ấy mình hướng dẫn là được nhá. Thì mọi người sẽ cơ bản là sẽ hoàn thành một cái quần như thế nhé. Quần như thế. Và là sẽ là xong nhá. Sau khi mà mình móc cái phần viền trắng vào cho cái quần thì trông nó sẽ như thế này này. Đây. Và mình sẽ mặc vào. Thì mình sẽ được một bộ như thế này nhé. Đây. Đó, nếu mà mọi người có những cái đồ để đính lên thì có thể đính để tạo điểm nhấn thêm cho bộ đồ nhé. Thì đây, nhưng mà về căn bản cách móc thì nó sẽ là như thế này.